Here on TV. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Hai Idol trên kênh truyền hình Hello TV. Chương trình của chúng ta được tài trợ bởi nhãn hàng Anacare, tự tin tỏa sáng với làn da sạch mụn. Còn bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu đội chơi đầu tiên, đó chính là đội chơi của đội trưởng Anh Đức. Xin chào các khán giả thân thương của chương trình Hai Idol. Và đầu tiên tôi xin giới thiệu về đội chúng tôi là đội trưởng Anh Đức. Và kế bên tôi là ca sĩ dễ thương Khổng Tú Quỳnh. Ngoài ra còn có hai bạn tham gia đội chơi chúng tôi, đó là bạn Đức Huy và bạn Hoài Vũ. Chúng ta một tràng pháo tay. À, ngay bây giờ sẽ là phần chào sân đội chúng tôi. Giờ đội hình nha. Chuẩn bị 2, 3, hey! Đây là chiến thắng. Ê, ba ba. À, phần chào sân của chúng tôi vừa rồi thể hiện ra một cái sự gọi là rất là chặt chém đối với bên đội còn lại, bởi vì ai cũng biết Ngô Kiến Huy có việc là bắp đúng không ạ? Và ngay cả cái tên gọi chúng tôi cũng rất là chặt chém. Đội chúng tôi có tên gọi là Dũng Sĩ Diệt Bắp. Và các bạn ơi, sở thích của đội chúng mình là buổi sáng đi dạo trong vườn bắp. Và trò chơi mà chúng tôi yêu thích đó là hái bắp. Rồi. Và đặc biệt hơn là buổi sáng mình thích ăn nhất là bắp xào. Sau đó chưa hết. Còn cái phần cuối cùng đó là phần tráng miệng với một ly sữa bắp. Cho nên đội chúng tôi có câu slogan là gì? Ăn bắp, cạp bắp, thấy bắp là gặm. Cảm ơn. Và bây giờ tự động chúng tôi sẽ lui về. Đi lui. Xin cảm ơn đội Dũng Sĩ Diệt Bắp. Mấy bạn giấu mấy trái bắp vô, người ta thấy là người ta ngậm đó. TV. Bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu đội thứ hai, đó chính là đội của đội trưởng Gia Bảo. Các bạn, hôm nay đội của đội trưởng Gia Bảo gồm có bạn Lễ Hằng, Lễ Minh, ủa phải không? À, Quy Minh. Và diễn viên kịch Ngô Kiến Huy. Bây giờ xin mời đến với điệu nhảy của chúng tôi. Bắt đầu 2, 3. Tên gọi của nhóm chúng tôi là Hiệp Sĩ Hay Dâu. Câu slogan của chúng tôi là làm cho dâu dập, dâu không dập, bùi dập. Tôi xong rồi. Rất cảm ơn đại lý bóc và đại đâu. Ôi, chương trình chúng ta hôm nay giống như cái chợ trái cây vậy đó. Bé tuần kia chị Bãi. Hay quá. Nhìn đâu giống chợ đầu mối kìa.
Mái tóc thề của Hoàng Phi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng kiến màn nhảy đấu chào sân giữa đại Lý Bắc và đại Lý Dâu. Một tràng pháo tay nào. Xuống, đột A. Thể hiện đi. Trời ơi, cháu để cho lớn sân dữ vậy. Trời đất ơi. Yeah. Rồi. Xuống dưới luôn. Trời đất ơi, sắp có cà luôn. Bây giờ là Dâu với Bắp. Kiểu này là chưa thi là Dâu với Bắp dập hết trơn. Dập thiệt, đau quá. Một tràng pháo tay cho màn chào sân giữa đại Lý Dâu và đại Lý Bắp. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng đầu tiên của chương trình Hai Đồ. Đó chính là Thất. Yeah. TV. Các bạn nên đến với vòng thật. Và trong vòng này, các bạn thí sinh sẽ phải trả lời những câu hỏi mà Phi đưa ra. Sau đó những câu trả lời đó sẽ được mang lên và hỏi ngược lại khách mời. Nếu như khách mời trả lời đúng sẽ nhận được một điểm. Còn nếu như khách mời trả lời sai sẽ nhận được một món quà từ đội bên kia. Rồi, bây giờ sẽ là những câu hỏi dành cho đội Ngô Kiên Huy. Đưa Ngô Huy coi luôn ha. Đây. Hai phút của các bạn bắt đầu. Trong khi các bạn ở dưới trả lời thì Phi muốn biết là giữa Huy và Quỳnh ai sẽ là người trả lời chính đáng. Ưu tiên phái nữ Quỳnh. Phái nữ không muốn ưu tiên mà thế nào? Coi như là Huy trả lời trước. Rồi, cũng được. Vậy thì Huỳnh có thể Huỳnh có thể xuống dưới lựa đồ. Còn Huy thì chuẩn bị đeo đồ. Bậy bạ, từ từ, chưa đeo. Nhanh lên nào, thời gian đang trôi qua. Đội của nhà Bảo đã trả lời tới câu thứ tư. Yên tâm, bao giờ đội Gia Bảo cũng xong thức mà bao giờ cũng vô phòng tử thần. Chính xác luôn, Gia Bảo ấy không sai một điều nào luôn. Sai gì, sai gì? Vậy muốn gì, muốn gì? Ê, nó nghe, nó nghe nè. Ngưng chương trình nghe lộn tới sáng luôn tên không? Chờ chơi ông. Hai bạn. Hai đội trưởng, nặng quá. Nhờ Ngô Kiến Huy can, nó nhờ Ngô Kiến Huy can. Giảm quá, được rồi, Ngô Kiến Huy coi luôn. Vậy là các thí sinh của chúng ta đã trả lời xong những câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trả lời của khách mời. Yeah. Ngô Kiến Huy sẽ là người trả lời trước. Rồi rồi, ok. Quên. Sáng đó. Câu đầu tiên. Mỗi buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên Ngô Kiến Huy nghĩ đến là gì? 5, 4. Đánh răng rửa mặt. Đánh răng rửa mặt. Và đáp án của chúng tôi là hôm nay ăn gì đây? Trời ơi, đồng đội tôi ơi, sao vậy? Đánh răng rửa mặt là ngày nào cũng phải làm, nghĩ chi vậy? Ta nghĩ hôm nay ăn chim cút hay ăn gì? Cái này là thương lắm, mới cho làm thiên thần ấy nha. Thiên thần đâu có mà. Ngược rồi. Quay lại Dâu ơi. Trời ơi, nguyên con ma đầu mà thiên thần vậy. Xoay lại. Đâu, Ngô Kiến Huy làm. Con ma em quay vô trong rồi. Ngô Kiến Huy làm mặt ma con coi. 2, 3. Tiếp theo. Ngô Kiến Huy thường vào Facebook của ai nhiều nhất? Của mình. Và đáp án là Gia Bảo. Trời ơi, gan quá, tôi vô rồi nào. Vô Facebook Gia Bảo có giá từ theo hay chi trời. Gia Bảo tự tin thấy ớn luôn vậy đó. Tự động nghĩ người ta vô của mình nhiều nhất. Tôi nghĩ vậy. Ô, Ngô Kiến Heo. Bây giờ Huy có thể hạ cái này xuống. Sau khi trả lời xong thì Huy sẽ được đeo nó lên. Cái này á là Ngô Kiến Huy đeo giùm cho Gia Bảo thôi. Tin mày.
Im lặng. Cái đó nó hợp với Gia Bảo hơn. Gia Bảo còn hiểm hồn nhiều lắm đó nha. Rồi, hiểu rồi. Tiếp theo, khi đi bơi, Ngô Kiến Huy thường mặc gì? 5, đồ bơi. 3, đồ bơi. Đồ bơi. Nó bikini tôi tự giận. Đồ bơi. Đáp án là yeah. Trời ơi, được. Câu này dễ quá. Chứ ai đời đi bơi không mặc gì vậy? Tiếp. Xin mời Huy trở về chỗ. Không có được tiến gần với Bảo quá. Đôi lại nữa nè. Bên kia. Rồi. Tiếp theo. Khi vào rạp xem phim. Ồ. Ngoài chuyện tập trung xem phim. Ờ. Thì Ngô Kiến Huy thường làm gì? Quay lên. Ăn bắp uống nước.